dễ xảy ra những cái mà nó không như mong muốn, không 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 thể đoán trước được đúng không ạ? Vì là vẫn có một xác suất mà anh ấy không đạt được cái hiệu quả của mình. Ví dụ như là gì? Thứ nhất là sau 1 năm đầu tư mà anh ấy cần tiền nhưng mà không có quỹ nào mua lại được. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn về các cái rủi ro khi mà đầu tư chứng chỉ quỹ. Trước hết thì chúng ta cần phải hiểu là cái rủi ro khái niệm là gì. Hiểu nôm na như thế này thôi. Rủi ro là sự mất mát khi mà chúng ta đầu tư. Thế thì chúng ta mất cái gì đúng không ạ? Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị kỹ hơn là về những cái sự mất mát mà trong đầu tư quỹ mà anh chị sẽ phải lường trước được. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Vẫn với một cái tình huống rất là cơ bản đời thường trong cuộc sống, anh Tèo anh ấy vẫn đi trên một cái chiếc máy bay rất là tốt từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thế thì sẽ có hai cái tình huống xảy ra đối với anh ấy. Thứ nhất là an toàn đúng không ạ? 99,99% an toàn. Vì các bạn đi biết là đi máy bay thì khá là an toàn rồi đúng không ạ? Anh ấy sẽ đi đến nơi về đến chốn. Và cái tỷ lệ rủi ro rất là thấp. Tuy nhiên thì anh ấy cũng không thể là an toàn 100% đúng không ạ? Vẫn có thể một tình huống là 0,001% rủi ro. Thế thì chúng ta sẽ có thể hình dung được là những cái rủi ro đấy là gì. Thứ nhất là cái máy bay bị lỗi phải sửa chẳng hạn đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là máy bay lại đi vào vùng thời tiết xấu. Và thứ ba là gì ạ? Máy bay bị lở hoặc là rơi xuống biển. Thì như vậy là dù chọn một chiếc máy bay rất là tốt để đi nhưng anh ấy vẫn có một chút rủi ro nào đó liên quan đến cái việc là chậm trễ liên quan đến tính mạng của mình đúng không ạ? Thế thì đầu tư chứng chỉ quỹ nó cũng sẽ câu chuyện gần gần tương tự như thế đó. Anh Tèo anh ấy chọn một cái quỹ đầu tư khá là tốt để đầu tư rồi. Tóm lại là anh ấy đã đánh giá về mặt rủi ro, về mặt chiến lược, rồi về mặt hiệu quả, rồi vân vân. Thế nhưng mà với 100 triệu của anh ấy để đạt được 136 triệu thì nó có đạt được hay không? Thế thì nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Một là số tiền của anh ấy nó sẽ sinh đúng ra 36 triệu và đạt được cái tỷ lệ là 36%. Và đây là một trong những cái tình huống mà nó có một cái xác suất mà thành công là khoảng 70% là đạt được đó. Thì thông thường thì đầu tư chứng chỉ quỹ thì cái mức độ an toàn nó sẽ cao hơn các bạn ạ, bởi vì là nó được các chuyên gia hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong việc là thẩm định đánh giá về các tài sản trước khi đầu tư, cũng như là gì họ chọn những cái thời điểm mà mua vào, chọn những thời điểm bán ra rất là hợp lý để mà có lời nhất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì với một cái tình huống thứ hai đó chính là sẽ xảy ra những cái mà nó không như mong muốn, không 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 thể đoán trước được đúng không ạ? Vì là vẫn có một xác suất mà anh ý không đạt được cái hiệu quả của mình. Ví dụ như là gì? Thứ nhất là sau 1 năm đầu tư mà anh ý cần tiền nhưng mà không có quỹ nào mua lại được, bởi vì như thế này này. Không phải là quỹ cứ bỏ tiền ra là mua lại được cho nhà đầu tư đâu. Đó. Không phải khách hàng cứ muốn bán là mua lại được đâu, bởi vì là nếu mà vượt quá cái giới hạn quy định. Ví dụ như là mỗi một quỹ người ta chỉ mua được tối đa là gì? Trong một ngày là 10% cái giá trị cái tài sản của quỹ thôi. Họ chỉ muốn mua được đấy thôi. Đó. Hoặc là gì? Giá trị tài sản của quỹ đã bị âm thì họ cũng không thể mua cho nhà đầu tư được đó. Thì đấy là một trong những cái rủi ro. Ví dụ như họ đầu tư hiệu quả thì làm sao mà họ có thể mua lại cho nhà đầu tư được đúng không ạ? Tiếp nữa là gì?
Nếu mà họ đầu tư không đạt được cái kỳ vọng của anh Tèo, đáng nhẽ là sau 3 năm anh kỳ vọng là được 36% nhưng mà sau 3 năm chỉ được 10% thôi, thì đấy là một trong những cái rủi ro về mặt hiệu quả đó. Thì nếu mà nhà đầu tư có thể là chọn cái quỹ mà nó không hiệu quả, hoặc là do thị trường, do khách quan hay do dịch bệnh Covid chẳng hạn, không thể đạt được hiệu quả cho nhà đầu tư. Và cái thứ ba là gì, có thể là một cái rủi ro nặng nề nhất, đó là quỹ phá sản giải thể. Thì lúc đó anh Tèo anh có thể mất cả vốn gốc cơ các bạn ạ. Do đó thì đấy là một số những cái mà chúng ta phải lường trước được. Tuy nhiên là cái xác suất rủi ro xảy ra thì nó khá là thấp thôi, và nó không, không cao, nhưng mà mình cũng vẫn phải lường trước để mình có cái sự chủ động trong cái việc là đầu tư. Ấy, như vậy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị và các bạn các cái rủi ro khi mà đầu tư chứng chỉ quỹ, nó khá là đơn giản, gần gũi với mọi người để mọi người có thể là hình dung được các cái rủi ro cho mình trước khi đầu tư. Nếu mà anh chị cảm thấy cái video này hay thì có thể cho tôi một cái like, hoặc là có thêm những ý kiến gì thì comment xuống dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm anh chị và các bạn nhé. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.